Xin chào các bác nhé. Vâng, tiếp tục lên cho các bác một con Center. Đấy, con này thì nó là con CM380. Đó, chở kháng 6 ohm các bác nhá. Công suất là 80. Con này thì tức là ngoài cái yếu tố để làm một con loa Center mà mình hay xem phim ấy, thì mình dùng con này để nghe nhạc rất là sướng các bác nhá. Vì những cái dòng này thì nó thiên về giải lời các bác. Đấy, nó thiên về cái phần giải lời. Các bác biết rằng những cái dòng loa M5.1 thì các cái dòng loa vệ tinh hay center của nó thì cái tiếng của nó rất là chi tiết và sạch cực kỳ luôn các bác nhá. Đấy. Thế nên là dùng những con này để mà làm trợ lời thì rất là hay. Tiếng nó sẽ rất là trong và sạch tiếng. Nó sạch hơn rất là nhiều so với việc các bác dùng những con loa khác, loa già, loa riếc để mình làm loa trợ lời. Đúng không ạ? Vì bản thân nó sinh ra thì nó được định vị là một cái dòng loa chuyên giải lời rồi. Đấy, chuyên hỗ trợ giải lời rồi. Cái dòng này thì căng thì hiện tại là đang nó tức là cái căng này nó gắn liền với cả vào loa ấy các bác thì không không cậy ra được. Đấy. Bình thường những cái dòng khác thì em cậy ra được nhưng mà con này thì nó đã gắn liền rồi. Đó. Đây, phía dưới, phía trong, phía trên, phía ngoài. Quay rất là chi tiết cho các bác nhé, không có gì giấu giếm cả. Về các bác chỉ cần kẹp theo dây vào đây cho em nhé, kẹp hai màu vào đây. Đấy, giá con này thì nhà em đang xả rất rẻ nhá. Giá những con này thì nhà em đang để có 780k thôi các bác nhé, 780. Bình thường các bác đi mua lẻ những con này rất khó. Đấy, chỉ trừ những trường hợp ví dụ như là dàn nó cả bộ dàn bị âm ly riếc nó có vấn đề gì đó thì người ta mới có lẻ như này. Đấy, thì nhà em thì cũng thỉnh thoảng gọi là may mắn là được một hai cặp lẻ các bác nhá. Đấy, thì bắt đầu mới quay lên cho các bác. Còn bình thường ra thì không bao giờ có. Đấy, những cái bộ dàn nguyên ngọ thì họ sẽ không bán lẻ đâu các bác. Đấy, nhưng với những nguyên vô audio thì sẽ có lẻ các bác nhá, sẽ có lẻ bởi vì là mỗi khách thì sẽ có một cái nhu cầu riêng. Đấy, ví dụ như có những bác thì bác chỉ cháy mỗi cái con này thôi. Đấy, cháy mỗi con này thôi thì người ta chỉ cần một con thôi, chứ bây giờ đi mua cả bộ về mà chỉ để thay một lấy một con thì nó cũng phí đúng không các bác. Đó, thế nên là nhà em bán thì là bán theo nhu cầu khách hàng chứ không bán theo cái quan điểm cá nhân. Thế là khách hàng cần cái gì đó thì em sẽ cố gắng đáp ứng cái đó. Đấy, cần lẻ thì lấy lẻ, mà cần chẵn thì lấy chẵn. Đúng không ạ? Bởi vì bây giờ các bác cháy một con mà bắt các bác mua cả bộ thì các bác không bao giờ đồng ý. Thế mua cả bộ về thì mấy con kia vứt đi đâu? Nó phí đúng không ạ? Đấy, tôi cháy một con tôi chỉ cần một con. Đó, thế thì giá thì nhiên nó báo nhá. Đấy, còn bác là chốt thì em sẽ có video clip test bàn giao. Đảm bảo cho các bác là hàng tiếng nơi bình thường. Giá 780 nhá. Vâng. Em xin chào và kết thúc video tại đây nhá.